Video này được mang đến cho bạn bởi Warpath, tựa game chiến tranh thời gian thực đã quá nổi tiếng với cộng đồng game thủ Việt Nam bởi đồ họa đẹp mắt, bối cảnh chân thực. Game có thể khiến bạn chơi vui vẻ trong suốt lễ hội mùa xuân với khẩu lệnh chiến đấu ngày xuân, muốn chiến là chiến. Quan trọng hơn là khi bạn bị công kích cũng không bị tổn thất tài nguyên, bởi vì trong Warpath không có cướp bóc, trả thù mà không bị thiệt hại, phục hồi quân đội trong 5 phút và không cần chờ nâng cấp phát triển. Khi bạn được vào vai một thủ lĩnh tài năng, có sự hướng dẫn bởi cô phụ tá họ Tú tên vò này để xây dựng riêng cho mình một đế chế quân sự hùng mạnh, sẵn sàng đè bẹp kẻ thù nào dám khiêu chiến. Ngoài ra, bạn còn được trở thành một xạ thủ tài năng, âm thầm hoạt động trong bóng tối, ám sát các mục tiêu di động cũng như cố định, từ đó nhận tiền và nâng cấp các khẩu súng ngắn yêu quý hoặc nạp lần đầu để có khẩu yêu quý hơn. Những cảnh ám sát thì slow motion như Zack Snyder, mang lại trải nghiệm mãn nhãn, trong khi phần xây dựng được đầu tư một cách kỹ lưỡng, nâng cấp công trình không hề tốn thời gian và bạn lập tức có được những hệ thống quân đội mới, tăng mạnh khả năng chiến đấu, miễn là đủ tài nguyên. Nói đến tài nguyên thì thay vì việc sợ bị kẻ địch cướp hoặc rơi mất khi thua trận như những tựa game khác, Warpath sẽ giữ lại toàn bộ tài nguyên đã sở hữu, tức là không hề sợ tích 3 năm tiêu 1 giờ. Các cánh quân trong game cũng vậy, khi với những binh chủng khác nhau cùng tướng lĩnh chỉ huy tài năng riêng biệt thì dù có thua trận, cả đội quân sẽ không mất mà hồi lại chỉ trong 5 phút, miễn là bạn có một tí tài nguyên. Cuối cùng là một tựa game chiến lược thời gian thực thì chiến thuật áp dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế cục trận đấu, đối phương có kho vũ khí và quân đội mạnh hơn, không sao vẫn đánh bại được. Tiến công phòng thủ rút lui một cách hợp lý là dễ dàng giành được chiến thắng với hệ thống khí tài quân đội đầy đủ và cực chất, y hệt như ngoài đời thực gồm xe tăng, súng, máy bay, các cánh quân thiện chiến. Thì Warpath có thực sự cả trăm lựa chọn cho người chơi tùy ý sáng tạo. Không chỉ thế, việc liên minh chiến đấu sát cánh với anh em cũng được đề cao, từ đó giành lãnh thổ và chiếm đóng các thành phố. Chần chừ gì nữa mà không trở thành một chỉ huy tài năng trên chiến trường, một lính bắn tỉa trong âm thầm và là người nhận cả đống quà trong sự kiện mùa xuân, khi cầu thủ bóng đá Nguyễn Công Phượng sẽ gửi cho bạn những lời chúc cũng như phong bao lì xì đỏ và các giải thưởng lên tới 10 triệu vàng trong game. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết để có cơ hội nhận iPhone và PS5 ngay. Link tải ở phần mô tả và bình luận. Sau 365 ngày, trái đất quay hết một vòng, vài con người kiểu woo, that's some crazy shit tẹ. Chúng ta ăn mừng thôi. Tết không phải rapper 2K thích mặc quần hở đít, mà là thời điểm mọi người đều biến thành rapper, vì ai cũng kiểu bận, bận làm nốt công việc cuối năm, bận viết báo cáo, bận bắt chuyến xe cuối về nhà, hoặc đơn giản là bận mong chờ đến Tết. Tết là ngày của trẻ con và người âm, vì những người này chỉ cần hưởng mà không cần làm gì. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo. Một năm có nhiều dịp Tết, nhưng ngày nào cũng dành cho trẻ con, như Tết thiếu nhi, ngày của trẻ con. Tết Trung thu, ngày người lớn muốn tạo trẻ con. Tết Đoàn Ngọ, ngày diệt trẻ con nhốt vào hầm, vì chúng nó là bọn sâu bọ chỉ biết khóc nhè và ị thối. Và Tết Nguyên Đán, ngày sợ hãi trẻ con vì đi đâu cũng phải mừng tuổi chúng nó. Tết là một dịp đánh giá thành quả công việc năm vừa rồi của bạn, để hàng xóm, họ hàng, bạn bè quyết định xem họ có nên tôn trọng bạn hay không. Nếu đi cày 3 vụ không đủ ăn Tết 3 ngày, bạn đã có một năm bết bát, not strong. Tết là dịp thần, người, đất, trời giao hòa để cùng nhau đón năm mới, bỏ qua những chuyện cũ, chuyện xấu, trừ nợ cũ và nợ xấu, gác lại những chuyện không hay để cầu một năm mới an lành, sung túc. Đó là lý do Tết đến nhà nào cũng tất bật dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trang hoàng nhà cửa, rửa giấy kỳ cọ bọ ghế long phượng tùm lum, cốt là để đón lộc mới, may mắn mới một cách trang trọng nhất. Tết cũng là dịp gia đình sum vầy lại với nhau. Với lứa tuổi trẻ con, chưa từng rời xa nhà, thì từ sum vầy này không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu bạn là người đi xa nhà để học tập, lập nghiệp, Tết là dịp để tụ họp gia đình, được phép quên đi mệt nhọc, muộn phiền trần đời để làm trẻ con. Hoặc là nếu cả năm vừa rồi mà bạn làm ăn như thì Tết nhất chán đời vãi cả đại, ngồi mà đau khổ. Tết còn được gọi là Tết âm lịch, Tết cả, Tết ta, Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán, được ấn định bằng ngày đầu tháng 1 âm lịch hàng năm, nhưng thực sự bắt đầu từ 23 tháng Chạp, khi người ta tiễn ông công ông táo về trời. Theo dân gian, táo quân vừa là thần bếp, vừa là người ghi chép những chuyện tốt xấu của chúng ta suốt một năm, cơ bản là Santa nhưng mà ngồi trong bếp. Sau một năm, táo quân về trời để tâu với những việc gia chủ đã làm. Để táo quân có thể về trời, ngoài hương hoa tiền vàng, cần phải có 2 mũ đàn ông, 1 mũ đàn bà, cùng 3 con cá chép. Nhớ thông chốt bằng cách nhốt chặt con mèo nhà bạn. Sau khi cúng ông công ông táo là lúc cả gia đình nghỉ ngơi, bằng cách dọn dẹp nhà cửa, nhà sạch thì mát, bát sạch thì đỡ phải rửa. Nếu không phải rửa bát thì phải mát xa tắm rửa cho đôi rồng phượng chạm trổ trên bàn ghế, lau sạch mạng nhện ở góc nhà hoặc giữa hai chân. Sau khi nhà cửa sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, giờ là lúc trang trí, mua những loại cây dịp Tết như là cây quất lâm hoặc quất em đi anh, hoa mai âm nhạc, hoa đảo Bitcoin. Hồi đừng đùa nữa, tao đang bế tắc. Mua xong mang ghề về nhà thì bạn phải dọn nhà thêm lần nữa, vì hoa đào xong rồi đất cát rồi đầy nhà. Đừng quên sắm một bộ đèn nhấp nháy. Tết mà thiếu đèn nhấp nháy thì như bàn thờ thiếu mâm ngũ quả.
mâm ngũ quả thường được đặt trên bàn thờ hoặc bàn tiếp khách, thể hiện mong muốn của gia chủ qua tên năm loại quả. Không rõ mong ước gì thì bảy cầu sum dừa đủ xoài, gia chủ ngực lép thì bơm vú dừa đủ xoài, gia chủ yếu sinh lý thì cầu sum dừa đủ quất, gia chủ muốn có con thì cầu quất dừa đủ bầu, gia chủ mang thai thì cầu bầu dừa đủ sữa, gia chủ học đại học thì cầu dừa đủ qua môn, gia chủ nghiện thì bày thêm hoa mai và rượu, mai túy dừa đủ xài. Còn nếu làm tiktoker thì để lọ muối iốt cho đỡ thiểu năng là được. Nói chung là bày gì thì bày, đừng để nải chuối chín trên quả bưởi xanh, người ta lại chửi là quỳ bù thờ siêu xây ra. Trước khi sang năm mới, mọi người thường ăn một bữa gọi là tất niên. Theo tục, bữa tất niên sẽ ăn vào 30 tháng chạp, đấy là ăn với gia đình. Ngoài bữa đấy thì còn rất nhiều bữa ăn với anh em công ty nhậu nhạt bét nhè, chủ yếu là cớ để anh em tụ tập. Tết cũng là thời điểm có nhiều dịp lễ hội như đua giải đầu năm hay tạm mộc bên chiếu quỷ. Ngoài ra không thể không kể đến những món ăn mang hương vị ngày Tết như bánh trưng, sổi gấc, giò lụa, thịt gà. Ngoài ra còn có hạt hướng dương, kẹo ngô, hạt rẻ cười và đống bánh kẹo mua theo cân ở chợ bạn không tài nào nuốt nổi. Với người không biết, Tết là một mê cung những việc bạn nên và không nên làm. Sau đây là những việc không nên. 1. Quét nhà. Quét nhà ngày Tết là đổ hết gia tài. Nếu ngày thường rác được gọi là video trên TikTok, 3 ngày Tết thì rác được coi là lộc. Quét rác khỏi nhà bị coi là mất lộc. Bạn cũng không nên đi chơi, vì cục rác to khoảng 60 cân thì không nên ra ngoài. 2. Cho nước và cho lửa. Chỉ có kali mới cho nước, lửa thì mang màu đỏ, tượng trưng cho may mắn. Nước là nguồn tài lộc, nếu cho cả hai đi thì bạn còn đúng quyết nịt. 3. Vay mượn, trả nợ đầu năm. Cái này thì thằng nào nợ tiền trả tiền nhé. 4. Mặc quần áo màu đen trắng. Ngoài việc trông giống trang phục tăng tóc chia ly thì bạn sẽ trông giống cái Nokia 1280, chỉ có đi bắt nạt mấy con chó. 5. Làm vỡ đồ đạc trong nhà. Thực ra là lúc nào cũng không nên làm vỡ đồ đạc trong nhà, đã không làm được cái gì thì đừng có phá. 6. Mua vôi. Đầu năm mùa muối, cuối năm mùa vôi. Vôi màu trắng thể hiện sự bạc bẽo. Đầu năm người ta không ai mua, thay vào đó người ta mua muối. Mặc dù muối cũng màu trắng, nhưng mà vì muối mặn, chống xú uế, đuổi tà ma, đem lại may mắn. 7. Ăn những món xui xẻo như thịt chó, thịt vịt, cơm chó, vân vân. 8. Chơi hỏi xoáy đáp xoay như lương tháng bao nhiêu, lúc nào lấy vợ. Đặc biệt không nên phát ra những âm thanh khiến mọi người hoảng sợ như là sâm. 2. Hay là từ từ đặt xuống. Chỉ cần tránh những điều ở trên là bạn có thể thỏa sức ăn chơi trong dịp Tết. Còn mùng là còn Tết, nên hãy gác lại mọi lo toan bộn bề, tận hưởng một năm Nhâm Dần thú vị. Cuối cùng, xin gửi lời chúc Tết tới tất cả viewer. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, học hành thuận lợi như Kelly thi draft Việt, công việc thăng tiến như tên lửa Apollo 13. Và phải nhớ tiết kiệm lì xì. Để làm gì? Để mua áo của The Next Level, áo của hào hán, của game thủ, của tất cả những người giành điệu fashion.